Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự mặc khải hay tiết lộ. Sự mặc khải trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Một hành động tiết lộ hoặc truyền đạt sự thật thiêng liêng. B. Điều gì đó được Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người. 2A. Hành động tiết lộ để xem hoặc làm cho mọi người biết. B. Một cái gì đó được tiết lộ đặc biệt, một tiết lộ làm sáng tỏ hoặc đáng ngạc nhiên. Mục đích của sự mặc khải là gì? Do đó, cả Kane and Ford đều cho rằng mục đích của phần sách Khải Huyền là chuẩn bị và củng cố các cơ đốc nhân của vùng tiểu Á, như đã được đề cập trong các bức thư gửi cho 7 nhà thờ, để họ vẫn trung thành chống lại cuộc đàn áp sắp xảy ra. Sách Khải Huyền có gì? Sách Khải Huyền mở đầu với một loạt khải tượng, trong đó Chúa Giêsu xuất hiện với một nhà tiên tri và nói với Ngài rằng những gì sắp xảy ra. Và sau đó nhà tiên tri nói rằng anh ta lên trời và nhìn thấy Ngài, ngai vàng của Đức Chúa Trời, và được cho biết bởi các thiên thần về lịch sử tương lai, bao gồm 4 kỵ sĩ. Tại sao sự mặc khải lại quan trọng trong Cơ Đốc giáo? Trong các tôn giáo tiên tri, sự mặc khải chủ yếu được hiểu là lời của Đức Chúa Trời cho phép nhà tiên tri một cách chắc chắn về các hành động và ý định của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta cần sự mặc khải đặc biệt? Mục đích của Khải Huyền đặc biệt là truyền đạt kiến thức và hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô, sự cứu rỗi và sự chuộc tội. Về cơ bản, nó là kiến thức và sự hiểu biết. Đó là điều kiên quyết của sự cứu rỗi. Đó là một kiến thức rõ ràng của Chúa Kitô và tin mừng của mình. Cơ đốc nhân tiết lộ Đức Chúa Trời như thế nào? Thế giới tự nhiên, Đức Chúa Trời có thể bày tỏ chính Ngài qua thế giới tự nhiên. Thực tế là thiên nhiên quá đẹp cho thấy rằng Chúa phải là người tạo ra, và những gì quan trọng đối với Chúa có thể được nhìn thấy trên thế giới, giống như các nghệ sĩ được phản ánh trong các bức tranh của họ. Vì vậy Đức Chúa Trời được hiển thị trong sự sáng tạo của Ngài. Sự mặc khải có liên quan đến đức tin không? Đó là sự tiết lộ ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời đối với nhân loại và tạo vật. Đó là công lý, hòa bình và sự toàn vẹn. Sự mặc khải luôn luôn là một lời kêu gọi đến của Đức Chúa Trời, và đức tin là phản ứng tích cực cho lời kêu gọi đó. Kiến thức mà chúng ta khẳng định là kiến thức của đức tin, một món quà của Chúa Thánh Thần. 3 món quà mặc khải là gì? Lý do chúng ta gọi chúng là những món quà mặc khải là bởi vì mỗi món quà này đều tiết lộ điều gì đó. Những món quà thuộc loại này: lời thông thái, lời hiểu biết và sự sáng suốt của tinh thần. Cuốn sách này xem xét nhận vận hàm của từng món quà này. Món quà của sự sáng suốt là gì? Sự phân biệt của các tân linh là một thuật ngữ được sử dụng trong thần học Cơ Đốc giáo chính thống, Công giáo La Mã và đặc sủng truyền giáo để chỉ việc đánh giá các tác nhân tâm linh khác nhau về ảnh hưởng đạo đức của họ. Những tác nhân này là từ bên trong chính tâm hồn của con người, được gọi là sự phát sáng, ơn thánh, thiên thần. Làm thế nào để bạn có được sự sáng suốt thuộc linh? Trong quá trình phân định tâm linh của Cơ Đốc nhân, Đức Chúa Trời hướng dẫn cá nhân để giúp họ đi đến quyết định tốt nhất. Cách để đi đến quyết định tốt nhất trong sự phân định thuộc linh của Cơ Đốc nhân là tìm kiếm những dấu hiệu bên ngoài, bên trong về hành động của Đức Chúa Trời, và sau đó áp dụng cho quyết định trước mắt. Mặc khải trong tôn giáo là gì? Sự mặc khải trong tôn giáo, sự tiết lộ thực tại hoặc mục đích thiêng liêng hoặc thiêng liêng của nhân loại. Theo quan điểm tôn giáo, sự tiết lộ như vậy có thể dẫn đến những hiểu biết thần bí, các sự kiện lịch sử hoặc kinh nghiệm tâm linh làm biến đổi cuộc sống của các cá nhân và nhóm.
Ví dụ về sự mặc khải chung là gì? Mặc khải tổng quát là một dạng mặc khải cung cấp kiến thức thông qua kinh nghiệm hoặc ghi chép về lịch sử. Sự sáng tạo lương tâm bẩm sinh, các nhà thần học Cơ Đốc giáo trích dẫn các tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh để sử dụng ủng hộ sự mặc khải chung. Sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời là gì? Mohammed được gọi là dấu ấn của các nhà tiên tri và tiết lộ cuối cùng. Kinh Quran được người Hồi giáo tin là tiết lộ cuối cùng hoàn mỹ của Chúa cho nhân loại, có giá trị cho đến ngày cuối cùng. Sự mặc khải có nghĩa là gì trong tôn giáo? Sự mặc khải trong tôn giáo, sự tiết lộ thực tại hoặc mục đích thiêng liêng hoặc thiêng liêng của nhân loại. Theo quan điểm tôn giáo, sự tiết lộ đó có thể dẫn đến từ những hiểu biết thần bí, sự kiện lịch sử hoặc kinh nghiệm tâm linh làm biến đổi cuộc sống của các cá nhân và nhóm. Sự mặc khải đặc biệt của Đức Chúa Trời là gì? Sự mặc khải đặc biệt là một thuật ngữ thần học Cơ Đốc đề cập đến niềm tin rằng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và các vấn đề tâm linh có thể được khám phá thông qua các phương tiện siêu nhiên, chẳng hạn như phép lạ hoặc thánh thư, tự tiết lộ chân lý của Đức Chúa Trời thông qua các phương tiện khác ngoài lý trí. Sự mặc khải thiêng liêng của Đức Chúa Trời là gì? Mặc khải của Thiên Chúa là trong bản chất không về những điều hay ý tưởng tôn giáo hoặc thậm chí chỉ răn của Thiên Chúa. Sự mặc khải cuối cùng của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Kitô, con Ngài. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.